Đi đi. Hai cái trên tay mình thõng xuống vậy ha. Dạ. Để chân lên. Rồi. Đạp xuống. Rồi. Từ 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 đạp xuống. Vâng. Đạp nữa ha. Dạ. Chân hơi xéo một chút nha. Rồi, để con đi con quay bên hông để thấy được cái lưng nữa. Lưng để phải thẳng. Đạp xuống. 49. Dạ. 49 đó, bước. Cái chân sau thẳng, chân trước cong. Dạ. Rồi, đạp lên. Đi từ 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 nha. Rồi. Cái lưng phải thẳng lên. Lưng phải thẳng lên nha Barry. Dạ. Straight your back, don't arch your back. Dạ đúng rồi. Đấy. Nè, dở lên ha, cái chân cũng vẫn cong. Đấy. Rồi từ từ đạp xuống. Hít vô nè, bây giờ bắt đầu thở nè. Đi giống như lăn ba di bộ vậy hả? Thở ra. Đấy. Đạp xuống. Hít vô. Thở ra. Thở ra. Rồi. Rồi chân nè, thấy không? Đạp bằng cái gót chân. Đấy. Đi 49 bước vậy là không có bị cam áo. Đây gọi là linh miêu bộ thử. Linh miêu. Bộ thử. Bộ thử, rồi. Mèo rình con chuột. Rồi, con dạ. Con sẽ học theo. Dở chân lên, hít vô, thở ra. Bưởi. Trái triểu cành. Gạo huyết rồng. Dạ. Gạo huyết rồng. Gạo huyết rồng. Gạo đó đâu cũng bán hả con? Ở đâu cũng có bán hết á. Chúng ăn gạo đó một thời gian là thấy da dẻ nó khác mà nó làm cho cái gân tốt. Chợ nào cũng có bán cho con, mình mua mình ăn luôn đi. Được chưa? Gạo huyết rồng. Huyết rồng. Kim đưa. Gạo huyết rồng. Gạo lứt đó thì nó gạo lứt là mình về tới đâu rồi? Gạo huyết rồng là cái lỗi. Về tới đâu? Về nhà chứ đâu bà xa lắm. Con mà thay đổi quá là vợ con nghi á. Tại sao là thay đổi quá vậy? Lúc này không có hương phấn hay cái gì mà không thay đổi dữ vậy? Thì con sẽ nói là sư phụ dạy ăn gạo huyết rồng. À, gạo huyết rồng á. Dạ.